sơn đậu không? Ba chiếc chạy miếng một nha các bạn. 2 cây 70, cây 105. Cây 105 nó vô chạy khung trong quá vậy các bạn ơi. Chưa thấy ga. Hai chiếc chạy khuôn nha các bạn. Đây, bên đây thì là 3 chiếc nha các bạn. Bên đây thì 2 cây DC70 Thái. Đây 24 23 gì đó. Còn đây là chiếc chạy ở trước này là DC105X. Chiếc DC105 này hình như hứng không kịp hay gì đó các bạn, nên tài xế chạy chậm chậm nè các bạn.
ngoài kia thì 4-5 chiếc máy cắt nó xong rồi các bạn, xong rồi. Còn chiếc kia đang cắt, hôm kia chắc không còn mấy công. Nè, các bạn thấy cánh đồng bác nhá, mình mà mới cắt hồi sáng giờ có 1 buổi nữa các bạn. 6 chiếc này làm quá trời làm luôn các bạn. Chạy kêu bằng hết có biết luôn. Máy này hộp số hơi thú rồi nha các bạn, nó không nhau các bạn nhau giấy o o chiếc bình kia đang khắm đầu xuống rồi. Bay Trung Quốc bán này gì, bay lên đưa Trung Quốc bán này gì, bán rồi bán vô rồi á. Chuyện nó bán vô rồi, năm nay mới nở ra chiếc 105 á. Vô rồi có 4 chiếc 70 à. Rồi đó hả, còn cắt đâu nữa không chú? Ủa giọng chùa cắt mấy công chứ. Hả? Đi chiếc 1, 2, 3 con bán kìa. Ủa vậy chứ? Nhiều quá dở. Bốn lẹt gì? Dở quá, sắp không nổi gì. Không có dân nào mà có dòng 105, có 2, 3 thằng theo.